Mời anh chị đến với video của Đỗ Thành Trung ngày hôm nay tiếp tục uh, chương trình chương mục uh, trả lời một số cái câu hỏi của những anh chị uh, đã tương tác với mình trong tuần này uh, trong ngày hôm nay uh, một bạn cũng hỏi với mình là đất của mình thì uh, tại sao phải xin giấy phép xây dựng trước khi xây câu hỏi cũng uh, khá ngây ngô nhưng mà mình cũng phải hình dung ra cái việc mà mình mua đất nó giống như là việc mình uh, cưới nhất cưới một cô vợ và cái việc xây nhà là giống như mình sinh một đứa con ở trên cái khu đất đó và khi sinh một đứa con á thì mình cũng cần phải làm cái giấy khai sinh cho nó đúng không ạ? Cái giấy khai sinh cho nó thì cái cái bất động sản này, cái giấy phép xây dựng nó cũng là một cái giấy khai sinh của cái căn nhà ở trên đất. Và trong cái cuộc đời của một đứa bé thì cái giấy khai sinh này nó À, sẽ đi suốt cuộc đời của đứa bé đó từ cái lúc mà làm tiêm phòng, tiêm chủng cho đến bất cứ một cái gì khác nó liên quan đến cuộc đời của nó thì sẽ sử dụng cái giấy khai sinh này. thì uh, trong cái um, xây nhà thì cái giấy phép xây dựng nó cũng giống như cái giấy khai sinh vậy, nó cũng sử dụng để sau này để có thể được hoàn công là uh, để nó nó trưởng thành cái nhà nè, để sửa chữa nhà cũng như là để xin uh, cấp số nhà và xin hộ khẩu. À, nhà xây lên rồi thì chúng ta cần phải được xin được cái cái hộ khẩu nhà thì nó cần phải có cái giấy phép xây dựng này à, cũng như là xin cấp cái số nhà là đặt cái tên đó cái nhà đó nó có cái tên là số máy đường bao nhiêu thì cũng giống như cái giấy khai sinh vậy nó để có cái giấy này thì chúng ta mới xin được cái cấp số nhà và ai cũng phải tự hào là cái nhà mình nó được có số nhé đúng không ạ à? thì à, cái đó là cái tác dụng của giấy khai sinh hay còn gọi là giấy phép xây dựng À, giấy phép xây dựng thì à, bây giờ xin cũng cũng rất là dễ, đơn giản và sau khi xin thì người ta cấp cho mình nguyên một bộ hồ sơ để căn cứ vào đó làm các thủ tục pháp lý về sau cho căn nhà. Rồi à, câu hỏi thứ hai à, là để mình xem câu hỏi. Ừ. Như thế nào là một chủ đầu tư tín? À, rất nhiều anh chị đã tham gia vào. À thị trường bất động sản và mua những cái bất động sản tại các dự án nhà ở hoặc là dự án khu dân cư hoặc là tất cả các dự án khác và họ mình thường mua theo cái cảm xúc cũng như là nghe theo lời của người môi giới mà chúng ta không tới không kiểm tra cái cái uy tín của chủ đầu tư vậy thì như thế nào là một chủ đầu tư uy tín đúng không anh chị thì để kiểm tra cái chủ đầu tư uy tín này nó cực kỳ đơn giản thứ nhất là cần phải kiểm tra thử chủ đầu tư này đã từng làm dự án nào chưa. Nếu chủ đầu tư chưa từng làm dự án nào thì làm sao mà có thể đánh giá mức độ uy tín của người ta được. Thì vì vậy cần phải kiểm tra chủ đầu tư này đã làm à, dự án nào chưa. À, nếu đã làm rồi thì cái dự án này đã bàn giao sổ có đúng hay không? Trong vòng 1 2 năm thì bàn giao sổ thì à, dự án này có được bàn giao sổ đúng hay không? À, xem thử à, chủ đầu tư đã thực hiện cái dự án đó như thế nào à, lấy cái hồ sơ của dự án đó à, từ cái quyết định 1 phần 500 à, chủ trương giao đất à, chủ trương... À từ rồi khi mà có cái chủ trương đầu tư đến một phần năm trăm rồi giấy phép xây dựng giấy tờ bàn giao đất làm như thế nào trong thời gian bao lâu nếu mà chủ đầu tư có uy tín và mối quan hệ thì họ sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian đó còn nếu mà chủ đầu tư không có chưa có uy tín thì cái thời gian đó nó thường kéo dài rất là dài đúng không ạ và trong quá trình làm dự án thì nó có những cái tranh chấp kiện tụng gì không cái mức độ bàn giao nhà như thế nào khu dân cư à, nếu à, dự án mà chưa bàn giao nhà thì uh, chắc chắn là chủ đầu tư chưa uy tín trong cái thời gian đó uh, nếu mà đã bàn giao nhà rồi thì uh, phải xem cái đánh giá của cư dân sinh sống trong khu dân cư đó như thế nào họ có hài lòng hay không hay là chủ đầu tư xây xong lên rồi đã, rồi đem con bỏ chợ không có những cái chế độ cho cư dân ở đó đúng không ạ rồi uh, chúng ta nên uh, cẩn thận mắt thấy tai nghe đối với những dự án đã hình thành tốt nhất là À, để kiểm tra uy tín của một chủ đầu tư thì chúng ta nên đến những cái dự án của chủ đầu tư đó, không nghe lời người khác mà nên đến để cảm nhận được à, là cái chất lượng xây dựng nó thế nào, cuộc sống ở đó như thế nào và cái phong cách sống ở đó như thế nào thì chúng ta sẽ xác định được cái chủ đầu tư này có uy tín hay không. À, thêm một cái phương pháp nữa có thể là search Google, à, search Google thì các anh chị nên nhớ là những cái trang đầu tiên của Google thường là các chủ đầu tư, các họ chạy quảng cáo cho nên những cái thông tin ở trên đó thường là nó mang cái tính chất đánh bóng cho chủ đầu tư hơn thì chúng ta cần phải theo dõi uh, uh, ở dưới những cái cái trang sau đó. cái trang sau của Google là những cái phần mà khách hàng họ hay comment hoặc là mình có thể search uh, cái cụm từ là review một cái dự án nào đó thì rất nhiều uh, các uh, hoặc là đánh giá dự án nào đó trên Google đó, và lựa chọn cái uh, phần của Uh, khách hàng họ đánh giá như thế nào uh, thì uh, mình sẽ biết được uy tín của chủ đầu tư. Thứ nhất, rồi cái thứ hai là xét Google, cái thứ ba là dựa vào thương hiệu của chủ đầu tư. Cái thương hiệu đó có lớn hay không? Ví dụ như trên thị trường Việt Nam hiện tại thì những thương hiệu nào là lớn như là Novaland hoặc là là Vin là những thương hiệu lớn và tranh nhau mà mua bởi vì họ tạo được cái hệ sinh thái về bất động sản còn những cái thương hiệu khác trước đây nó đã từng lớn như flc nhưng bây giờ thì nó nó lại có những cái tiếng tâm nó không hay thì có nên đầu tư vào dự án của flc tại thời điểm này hay không thì đó là làm những cái câu hỏi ở đó và khi và dựa vào cái giá cổ phiếu của nhà đầu tư đó trên thị trường trường xem cái giá đó như thế nào thì mình biết được cái dòng tiền của họ với cái thế ba chân là ngân hàng À, chứng khoán và bất động sản thì uh, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được là cái giá chứng khoán của cái công ty chủ đầu tư đó hiện tại là bao nhiêu uh, cái giá chứng khoán đó nó quy định được cái mức uh, mà những nhà đầu tư khác họ đang đổ tiền vào nó hay không nếu không đổ tiền vào thì thì tiền đâu mà làm thì lúc đó mình lại đánh giá về cái uh, sản phẩm bất động sản này nó có được tốt hay không đó rồi với những cái chủ đầu tư mà họ làm lần đầu thì uh, sẽ chưa đánh giá được uy tín thì cần phải đánh giá được cái sân sâu của chủ đầu tư đó. Cái sân sâu là cực kỳ quan trọng cái dòng tiền ở đâu và họ thì thường được cạnh tranh bằng cái giá rẻ. À, nên uh, đó là một trong những cái yếu tố để mình xác định được cái chủ đầu tư họ có uy tín hay không? Từ đó mình sẽ xuống tiền với những cái dự án của chủ đầu tư đó tránh cái trường hợp mua phải những dự án ma, và dự án không được hình thành hay còn gọi là dự án trên giấy thì chúng ta sẽ à, mất tiền hoặc là chậm thu hồi vốn tại những cái dự án như vậy rồi chúc các anh chị có những cái lựa chọn đầu tư bất động sản thật là sáng suốt à, à hẹn gặp lại ở, anh chị ở những cái video sau của mình xin chào